Dự thảo luật việc làm sửa đổi quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi lao động thôi việc, tối đa không quá 5 lần lương tối thiểu vùng, thời gian hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp. Góp ý cho dự thảo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị nâng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng lên 75% bình quân tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi nghỉ việc, bởi vì phần lớn doanh nghiệp đóng cho lao động theo mức lương tối thiểu vùng nên tiền hưởng rất thấp. Với mức lương bình quân đóng bảo hiểm thất nghiệp khoảng 5,56 triệu đồng giai đoạn 2022-2023, tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động là 3,3 triệu đồng trên tháng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị sửa đổi thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo hướng không quy định cứng tối đa 12 tháng, mà hưởng tương ứng với thời gian đóng. Quy định này sẽ tạo điều kiện cho người lao động nhiều năm đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ kinh phí duy trì cuộc sống, việc làm.